Đây 238 ohm ha. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách ta đấu nối dây cho cái biến áp mà ông ta làm máy vẽ tranh như thế nào ha. Hiện tại mình đang bán máy này thì cái máy mà biến áp để vẽ tranh á, thì nó sẽ khác với cái máy biến áp mà để không dùng để vẽ ha. Thì cái máy vẽ tranh á, thì bắt buộc phải còn sống, còn yên nguyên để có thể vẽ tranh được. Còn những cái loại biến áp như này đục lỗ sẵn như vậy nè, là có thể cái cuộn trên nó đã bị hư rồi nên mình mới đục mình bỏ. Mình vẫn nhưng mà cuộn dưới nó vẫn còn xài được nên mình cứ chỉ tận dụng cuộn dưới mà thôi. Vì thế giá sẽ rẻ hơn so với cái cục mà biến áp này. Áp này nó sống cả hai cuộn ha. Để mà vẽ được á, thì nó sống phải sống cả hai cuộn dây. Nên phải giá có thể mắc hơn xíu so với loại biến áp khác ha. Thì đây là 700E thì thường là vẽ anh gỗ người ta dùng loại này. Đây, thì mình sẽ có đánh dấu cho các bạn nè, đánh dấu sẵn ha, vi mua mình sẽ đánh dấu sẵn. Đây, thấy ở đây ha, mình có buộc dây màu trắng dưới đây. Đó. Đây có buộc dây màu trắng ha. Đây. Có buộc dây màu trắng đây. Nó dính vô dây kèo rồi. Đây ha, hai dây trắng này. Đó, đây, có ghi nè. Dây trắng và dây điện vào 220. Thì là đầu 220 các bạn sẽ đấu vô đây ha. Đó. Nè, dây mà có keo vàng nè, dây keo vàng là dây 3V có thể cắt bỏ. Đây. Là dây keo vàng nè, nó dây 3V nè ha, có thể cắt bỏ là dây này. Đó, là dây này đây. Thì dây này cũng có thể dùng để đâu ta đấu đèn led cũng được ha. Vì điện ra nó là 3V á. Nhưng dây này nè, điện ra nó là 3V á, hai đầu ra nó là 3V á, bạn có thể dùng đấu đèn led hay là làm gì đó tùy. Nếu không dùng bạn hãy cắt bỏ, cắt ngang bỏ cho nó gọn. Rồi. Bên đây. Bên đây mình có hai đầu ra ha. Đây. Mình có nói hai cộng thôi nha. Đây một cộng đây, một cộng đây. Nha. Đây ha, cộng ở đây, một cộng ở đây. Đây hai cộng cho hai tay mình đây. Thì mình có ghi nè. Dây đỏ là điện ra 20 kV để vẽ hả, anh ta lấy hai đầu dây này ra để vẽ ha, trong đó là có một dây nối bỏ đây, một dây thì ở đây dễ biết không, đây thì dễ biết rồi, một dây ở đây và một dây còn lại anh ta nối vô vỏ ha, đây vỏ đây nó bỏ là như này, sẽ nối vô con ốc của nó ha, chỗ ốc nè. Đó. Thì thường những biến áp đa số thì có ở đây có ốc hết ha, thì chúng ta sẽ lựa ốc nào mà có lần màu trắng các bạn. Ví dụ như ta ốc này có lòng màu trắng nè ha, đây có lòng màu trắng nè, thì ta cứ nói với ốc thôi, vì vậy là ok. Thì đầu ra sẽ là một đầu ở đây và một nó bỏ ở đây, còn đầu vào sẽ là hai dây bên đây, còn dây 3V này hãy dùng vào bật quạt cắt bỏ tùy ý ha. Rồi vậy là xong, cái dây nó bỏ nó không giật các bạn, dây nó bỏ không giật đâu, yên tâm dây nó bỏ không giật ha, cái gì lửa mới giật, dây lửa này nè mới giật ha. Rồi ok, bạn mua mình sẽ được hướng dẫn kỹ càng vậy luôn á, mình đấu dây sẵn luôn thì mình tiến hành mà đo thử cho các bạn. Ví dụ phải không, thường thì cái dây năm mấy dây này bạn chỉ cần đo nó sống chết là biết. Đây bật đồng hồ lên ha, chúng ta chỉnh về thang đo ôm á, thang đo ôm này, rồi hoặc là thang thông mạch cũng được tùy. Đây thì cái cuộn dây ở dưới đây nè, mình sẽ đo thử hai cuộn dây vào nè, dây điện trắng nè, ở đây lên ha, lên 2,4 ohm ha, đó 2,4 ohm ha. Rồi ok, cái cuộn dây 3V nè, dây này không quan trọng, mình cũng đo cho bạn coi luôn, nói chung là sống hết 100%. Đây hai cái đầu này, đầu này sống lên đó, nãy đi đây bạn cho này tiếp xúc với cái bên trong này 0V luôn ha, lên 0 ohm luôn ha, nghĩa là dây này rất là nhỏ, dây này cực kỳ nhỏ luôn nên nó lên 0 ohm, thì ra là bạn cứ ra là chỉ có 3V thôi. Đây là đầu ra này ha. Ok, một đầu đây, một đầu nó vỏ ha. Đây 238 ohm ha, thì cái ohm càng cao thì điện ra càng lớn ha. Rồi ok, thì được rồi đó, bạn nào cần liên hệ số cho đây của mình ha. Rồi dạ các bạn.